lời nói rằng cách đây rất lâu, trên mặt trăng đã từng có một nền văn minh tồn tại. Theo dòng lịch sử nhân loại, giả thuyết này ngày càng được các nhà khoa học làm sáng tỏ. Quy hiệu câu lạc bộ dị thuyết. Mình tên là Chukino Luka. Chúng mình cùng đến mặt trăng nào. Đây chính là vương quốc của loài thỏ. Chào mừng các bạn đến với vùng đất của chúng mình. Cái gì chứ? Mọi người ở nơi đây đã sinh sống trên vùng đất này từ rất lâu. Và bây giờ đã đến lúc bắt lấy chúng cho ta. Yuka! Các bạn hãy cố gắng chạy đến cánh cửa thần kỳ mau. Luka, tại sao? Vì chúng ta là những người bạn tốt. Luka, mình sẽ không quên đâu. Vì chúng ta là những người bạn tốt mà. Một khi đã là bạn tốt của nhau thì đủ lý do để tụi mình giúp cậu rồi. Tất cả mọi thứ ở đây phải bị hủy diệt. Các bạn, chúng ta không được lùi bước. Mình tin rằng. Mình cũng tin rằng. Mình cũng tin. Cả mình nữa. Tất cả tụi mình tin. Niềm tin sẽ giúp chúng ta tạo nên sức mạnh. Phim điện ảnh Doraemon. Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký. CJCGV hân hạnh phát hành. Cậu có tin rằng có chú thỏ trên mặt trăng không?